Giờ tao cho mày 5 giây, một là đưa đây. Đợi tí, Không có tí vú gì. Đưa đây không? Đưa đây. Nhanh lên. Vâng. Đây là chiếc iPod Touch mà tôi vừa được tặng từ chính Khôi. Và bây giờ tôi sẽ review nó cho anh em xem. Oh my god, unbelievable. Các bạn biết chưa? Tháng 7 này Seven đã chương trình sale hết sảy, sale 10.000 sản phẩm với phụ kiện mã giảm giá. Đừng thú, giảm cực sâu. Nhanh chưa lên, số lượng có hạn. Rồi, đây là chiếc iPod Touch Gen 5. Thì anh em sẽ nhìn thấy là cách để nhận biết. Đó là phía sau này chúng ta có một cái nút bấm. Khi mọi người ấn thì nó sẽ thòi lên ở phần bên dưới này để có thể móc được dây đeo. Thì cái móc này rất là tuyệt vời để cho chúng ta có thể móc những cái dây đeo vào tay khi mình lủng lẳng như này này. Trộm cướp đi qua giật thì cũng dễ hơn, tiện lợi hơn rất nhiều. Đó, việc phải cướp từ tay chúng ta thì cần kéo cái dây rồi. Ở đây sẽ có miếng nhựa, các bạn biết tại sao không? Bởi vì toàn bộ thân máy thì nó làm bằng kim loại. Bình thường với điện thoại di động thì nó sẽ có những anten, những cái thanh nhựa anten ở đây. Nhưng mà với iPod Touch thì nó không có, và nó sẽ để toàn bộ những cái vị trí anten kết nối ở đây, cụ thể là wifi. Và đây là cụm camera chính. Bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút tại sao mình có bảo các bạn rằng là đây là sản phẩm chơi game tốt nhất nếu mà các bạn yêu thích iOS nhưng mà lại sẽ không mua iPhone. Đây chính là lý do ngày xưa kể câu chuyện của mình là mình đã từng mua một chiếc iPhone 2G mình phải chơi game. Hồi đấy nó ra đến 3GS rồi. Nhưng mà chơi game thì cứ tầm khoảng là 3 tiếng mình phải sạc pin một lần, mình cay quá. Thế là mình đã nài nỉ bố mình, hồi đấy là đã có thắt Gen 3 hay sao, Gen 4 mình bảo bố ạ. Bây giờ muốn được tự học tiếng Anh thì phải có từ điển chứ. Không từ điển không từ điển thì được. Xong bố bảo sao mày không mua máy từ điển? Thì máy từ điển nó không cập nhật là từ điển mới. Thế là bố đó là bố anh Vinh, anh Vinh còn từ điển 5.000 từ về tao một cha. Rồi quay tiếp vấn đề nào. Thế hồi đấy mình mua chiếc iPod Touch, ui đến lớp chơi game trầm trồ luôn, ai cũng phải ngưỡng mộ. Bởi vì lúc nào có iPhone mà dùng thì mình dùng cái chiếc iPod Touch của mình chơi game mà toàn thì game khủng thôi. Mà hồi đấy chơi táp táp này, rồi chơi cái gì nhỉ, Advan này mà mọi người nhìn một cách gọi là lác mắt. Cho nó toàn dùng mấy con Android cùi cùi cùi, mà các bạn biết hồi đấy Android game làm gì có cửa so với iOS đúng không. Thì lúc đấy mình sẽ thấy là thứ nhất là iPod Touch sẽ có cấu hình tương đương với iPhone cùng thời điểm mà năm ra mắt, bởi vậy nên các bạn sẽ dùng nó cực kỳ sướng. Nhưng mà nó không có chức năng nghe gọi, nó chỉ cần có wifi thôi. Thành ra là khi đó các bạn sử dụng á, nó sẽ hạn chế rất nhiều ứng dụng chạy nền. RAM của iPod Touch bao giờ sẽ nhiều hơn. Ví dụ con này các bạn biết không, RAM của nó chỉ là 512 MB thôi. Đó. Nhưng chắc chắn so với iPhone các bạn thì dung lượng RAM trống sẽ cao. Thành ra mình chơi được một số tựa game nặng mà tất nhiên là phải tải hay là load game rất lâu. Con này đang vi xử lý là Apple A5. Đấy cũng là một con vi xử lý lâu. Màn hình của nó là 4 inch. Và các bạn thấy là độ phân giải của nó thì còn chưa tới được Full HD, hơi ố vàng sau những năm sử dụng, bây giờ nó đã không còn được đẹp nữa rồi. Nhưng mà chứng tỏ đây không phải là màn dựng. Phía trước cũng có camera 2 MP để hỗ trợ chúng ta là chụp FaceTime nhé. Đấy. Và chúng ta sẽ có camera sau. Anh em có cả camera sau để chụp ảnh như bình thường luôn. Và bên dưới này sẽ có cổng sạc Lightning. Chúng ta có một cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Lo ngoài con này bị cấn rơi móp cũng khá là nhiều. Em có thể nhìn thấy đây, đó. Nó rất là bè bét rồi. Cái điều mà mình nói là nếu các bạn mà muốn chơi game trên iPhone nhưng mà vì pin yếu và các bạn không muốn nó sử dụng, không muốn mua nó thì hãy mua một chiếc iPod Touch. Thì câu chuyện đấy chỉ vài năm trước thôi. Thì bây giờ Apple không còn ra những chiếc iPod Touch như thế này nữa rồi, không còn cập nhật những cấu hình một cách mới nhất, không còn tuyệt vời như ngày xưa. Nguyên nhân tại sao? Bởi vì ngày xưa iPod tạo ra mục đích chỉ để nghe nhạc, nhưng bây giờ cái nhu cầu nghe nhạc chúng ta ít quá, chúng ta đã tích hợp hết nó vào điện thoại, không còn cái nhu cầu là để phải mua một chiếc iPod để chuyên nghe nhạc nữa. Bây giờ nó cũng có sẵn các dịch vụ như từ Spotify các thứ linh tinh, chúng ta chủ yếu là nghe nhạc online chứ không phải là nghe nhạc chất lượng cao mà tải về offline nữa. Cái này thì tất nhiên là những cơ hội mà những anh em mà chuyên về gọi là thẩm âm ấy, thì anh em sẽ như thế, anh em sẽ tải hay là mua máy nghe nhạc riêng. Nhưng mà tất nhiên cái nhóm đối tượng khách hàng nó không đủ lớn để mà Apple có tiếp tục ra các cái model như thế này. Thế bạn nghĩ sao, ai đã từng sử dụng chiếc iPod Touch ngày xưa và cũng vì lý do giống mình không, đó là thích chơi game trên iPhone nhưng mà vì iPhone nó cấu hình RAM của nó bị chiếm nhiều hơn rồi cũng như đắt tiền hơn. Hồi đấy mình mua cái con iPod Touch của mình là tương đương với cấu hình của 3GS nhưng giá mới hồi đấy là 8,5 triệu. Thì tất nhiên so với con 3GS mà lên đến 20 triệu thì mua con đó nó hợp lý hơn nhiều để có thể mua về chơi game y hệt 3GS. Đó. Các bạn có thích đừng quên like cho bè. Và các bạn thấy đây, tôi xin khẳng định lần nữa là iPod Touch của mình nó có ghi tên của mình đây, không anh em để bảo mình chém gió. Đây iPod của Vinh vật vờ đây nhá. Đấy. iPod của Vinh vật vờ mà. Của Khôi đâu? Đúng không? Các bạn đều nhìn thấy đúng không? iPod của Vinh vật vờ. Anh em đây nhìn thấy đúng không Linh? Đúng rồi.
Đây, iPhone của Vinh vừa ghi rất rõ đây luôn, không chửi được. Thằng kia vừa mổ mắt xong, ghi rõ không? Nhìn còn rõ luôn. Đấy, và hẹn lại anh em trong các video sau. Xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe.